năm 2024, thành phố Cần Thơ sẽ tổ chức chợ qua Tết 2024 tại quảng trường trung tâm 586, khu dân cư 586, quận Cá Răng. Đây là lần đầu tiên thành phố Cần Thơ tổ chức chợ qua Tết miễn tiền thuê mặt bằng điện nước trên tinh thần tạo điều kiện để người trong quá kiển có điểm mua bán, đồng thời giúp người dân có thêm điểm du xuân ngày 19 tháng 1 nhằm mùng 9 tháng Chạp, địa phương bắt đầu giao mặt bằng cho người bán qua kiển để chính thức hoạt động vào ngày 25 tháng 1 nhằm 15 tháng Chạp. Chợ qua Tết kéo dài đến 9 tháng 2, 30 Tết, nhưng người bán qua kiển có thể trưng bày đến hết tháng Giêng. Theo Sở Công Thương thành phố Cần Thơ, ngoài tiểu thương, nhà vườn ở Cần Thơ còn có nhiều nhà vườn tiểu thương từ các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bến Tre tham gia kinh doanh trưng bày tại chợ qua Tết 2024.